Xin chào các bạn, hôm nay thì DJM sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái dòng camera Hikvision V1 này. Thì với cái dòng camera Hikvision V1 này thì nó có hai loại, một loại là 1 megapixel và một loại là 2 megapixel. Và cái loại mình đang cầm trên tay đây là loại 2 megapixel với chất lượng hình ảnh Full HD. Mình giới thiệu qua một chút thì ở mặt sau của con camera này nó có hai cổng, và nó cổng để cắm nguồn và cổng để cắm mạng LAN trong trường hợp mà cây camera lắp ở quá xa và không thể kết nối được với wifi. Ok, về mặt trước đây thì khi mà chúng ta gạt lên thì nó có một cái nẫy đây, thì chúng ta cậy cái nẫy này ra thì chúng ta thấy là ở đây nó có một cái nút reset và một cổng để cắm thẻ nhớ để chúng ta có thể xem lại được các hành trình mà camera ghi lại. Ok, xong thì chúng ta sẽ đậy nắp vào, đậy nãy vào. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cài đặt nhé. Chúng ta cắm nguồn vào này. Khi cắm nguồn vào thì đèn điện của vào đèn đỏ. Đó, thì bước tiếp theo của chúng ta là đi reset lại thiết bị. Chúng ta cũng cậy cái này lên thôi. Và mình giữ cái nút reset này trong tầm khoảng 3 đến 5 giây. Mình giữ nút reset nhé. Khi chúng ta giữ nút reset này trong khoảng 3 đến 5 giây thì khi đèn đỏ nó báo hiệu đèn xanh, nghĩa là chúng ta đã đó là báo hiệu đèn xanh, nghĩa là chúng ta đã reset thành công. Thì chúng ta tiếp tục đẩy nắp vào. Khi đèn điện đã báo đèn xanh thì camera sẽ tự động khởi động. Ok, như vậy là camera đang tự động khởi động của chúng ta này. Đó. Thì tiếp theo thì trong quá trình mà camera đang khởi động thì chúng ta mở smartphone lên. Nó mở smartphone lên và vào App Store. Mình thì mình dùng iPhone nên là mình sẽ vào App Store và mình tải cái phần mềm là HitConnect. HitConnect này, với những bạn mà sử dụng Android thì các bạn cũng vào CH Play và các bạn tải HitConnect về thôi. Đây là phần mềm HitConnect mà mình đã tải rồi, mình ấn vào đây. Và đây là những câu hỏi người ta hỏi thì mình cứ trả lời như bình thường thôi. Sau đó đây là cái màn hình mà của phần mềm thì chúng ta sẽ ấn vào đăng nhập. Sau khi đăng nhập rồi thì màn hình sẽ hiện lên một cái màn hình đăng nhập này. Thì trước tiên thì chúng ta nên đăng ký tài khoản trước, thì chúng ta ấn đăng ký tài khoản, ấn đồng ý rồi chúng ta nhập số điện thoại vào. Các bạn lưu ý là nó đã nhận diện được cái mã vùng ở Việt Nam đây là 84, nên là khi nhập số điện thoại chúng ta nhập những số đằng sau số 0 và không nhập số 0 đằng trước. Đây thì chúng ta cứ chọn mã vùng ở đây thôi. Mình thì mình đây, mã vùng 84 ở Việt Nam này, các bạn ấn vào. Đó, mã vùng 84 ở Việt Nam, sau đó nhập số điện thoại này. Đó, như các bạn cũng thấy thì mình cũng không có nhập số 0 đằng trước số 9. Đó, bởi vì là chúng ta thay mã vùng 84 này thành số 0 rồi. Rồi chúng ta ấn lấy mã bảo mật. Ok, thì các bạn đợi một chút thì mã bảo mật sẽ được gửi về. Rồi mình lại lấy được mã bảo mật. Mã bảo mật là 3191. Các bạn ấn kế tiếp này. Ok, bước tiếp theo là chúng ta cần nhập mật khẩu, đặt mật khẩu cho thiết bị. Các bạn lưu ý là mật khẩu từ 8 đến 16 ký tự này, trong đó thì có chữ viết hoa,
có số này, có chữ thường này, và có ký tự đặc biệt nữa nhé. Các bạn lưu ý ở dưới này rồi ấn kết thúc. Rồi, tại màn hình này thì chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng thể để thêm thiết bị. Dấu cộng có thể là dấu cộng ở trên góc này hoặc là dấu cộng này cũng được. Mình ấn dấu cộng này. Ở đây thì nó sẽ hiện màn hình này để chúng ta quét mã QR. Thì các bạn lưu ý là ở dưới mặt đế này của camera nó sẽ có mã QR. Thì chúng ta chỉ việc soi cái camera này vào thôi. Ok, vậy nào đã nhận diện được camera rồi. Bây giờ chúng ta ấn kế tiếp này. Chúng ta tiếp tục ấn kế tiếp này. Rồi ấn thiết bị đã khởi động. Tiếp tục ấn kế tiếp. Rồi, đồng ý. Sau đó chúng ta nhập mật khẩu Wi-Fi vào. Mật khẩu Wi-Fi của Wi-Fi trên này. Sau ấn kế tiếp này. Ấn kết nối với mạng. Kết nối này. Ok. Đó. Thì chúng ta tiếp tục nhập mật khẩu thiết bị. Mật khẩu này có thể là mật khẩu các bạn đặt giống mật khẩu trước các bạn đặt cũng được. Đó, còn ấn kích hoạt. Đó. Ấn đọc và đồng ý này, ấn kế tiếp này. Rồi đã hoàn thành. Ok. Đấy, anh em vậy. Đó, các bạn đợi một chút thì hai thiết bị sẽ được kết nối với nhau. Ok, vậy là đã thêm thành công. Rồi chúng ta ấn tiếp theo. Chúng ta có thể đặt cái tên thiết bị ở đây cũng được. Mình thì mình để mặc định. Rồi ấn lưu. Rồi. Các bạn có thể bật micro ở đây để trao đổi hai bên, hai thiết bị với nhau được. Ấn đã hoàn thành này. Rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước thêm thiết bị vào cái phần mềm này. Thì chúng ta đây là cái thiết bị của chúng ta. Chúng ta ấn vào đây. Đó. Thì ở đây hiện tại là cái màn hình này, mình ấn đây này. Đó. Thì nó đã, cũng đã soi được rồi. Chúng ta cũng thấy là góc rất là rộng. Để xoay 360 độ thì các bạn gạt sang. Ở thanh cuối các bạn gạt sang này. Có cái bốn cái mũi tên này, các bạn ấn 4 mũi tên. Rồi, tiếp tục ấn quét ngang dọc. Rồi, bây giờ chúng ta quét thôi. Đó. Chỉnh xuống chút, chuyển sang chút. Đó. Đó, các bạn chỉnh sang như bình thường thôi. Xuống chút thôi. Đó. Các bạn cũng có thể xem góc rất là rộng. Chất lượng hình ảnh cũng rất là nét. Đó. Đấy là cái phần quét ngang dọc. Các bạn nhớ ích nha. Tại đây thì các bạn cũng có thể là đặt lại chế độ hình ảnh, có thể là SD chẳng hạn, cho nó giảm dung lượng đi chẳng hạn, thì các bạn ấn vào chỗ HD này, các bạn chọn chuẩn thôi hay là cơ bản thôi. Đó, thì hình ảnh nó sẽ mờ đi. Thì mình hay để HD thì để cho nó nét. Ok, còn cái nút đàm thoại này thì các bạn giữ vào đấy, các bạn nói, các bạn ấn vào đây các bạn nói thì nó đàm thoại hai chiều. Thì bây giờ mình nói thử nhé. Alo, alo. Tại vì hai thiết bị của mình nó quá gần nhau nên là tiếng nó có hơi vọng một chút đấy. Rồi. Tiếp tục là cái thứ ba là cái hình tròn tròn này để zoom thiết bị lên đó. Mình zoom lên nào, đó, mình zoom lên nào. Mình zoom một con vàng vàng này lên nhé. Đó. Zoom tối đa là lên 8 pixel. Zoom tối đa là lên 8 rồi. Rồi. Còn đây là nút chụp ảnh màn hình này. Đây mình sẽ chụp lại màn hình nhé. Đấy. Màn hình đã được chụp lại rồi. Còn đây là quay video, nó cũng như chụp ảnh này thôi. Nó khác là mình quay thôi. Bây giờ đây là cái camera đang quay. Mình muốn ngừng lại thì mình ấn vào đây. Bây giờ nó ngừng lại rồi. Còn mình sẽ tiếp tục thôi. Còn đây là cái cuối cùng, đây là cái đảo ngược màn hình này. Mình ấn đảo ngược. Đó, nó xoay lộn lại màn hình. Đảo ngược lại. Rồi. Đấy là cái phần mà mình, cái con camera này mà mình muốn giới thiệu cho các bạn.
Thì nếu mà các bạn muốn chia sẻ cái cam camera này cho người thân hay là bất kỳ một ai đó thì cũng có thể chia sẻ được. Thì các bạn ra đây, các bạn gạt sang bên trái, các bạn gạt sang trái này thì nó sẽ có dấu ba chấm ở đây, ba cái tròn tròn này, các bạn ấn vào đó. Rồi. Các bạn một là các bạn quét cái mã QR của cái tài khoản Hikvision của bên kia. Hai là các bạn có thể thêm người nhận ở đây, thêm người nhận và thêm số điện thoại, thêm số điện thoại và thêm lưu ý vào. Rồi cho các bạn ấn tích ở đây là được. Như vậy là các bạn đã chia sẻ được rồi. Ok, như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt và sử dụng cái con camera Hikvision Q1. Thì hy vọng cái video này sẽ hướng dẫn được các bạn sử dụng con Hikvision này được tốt nhất. Ok, video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.